của Đồng Nai, nhưng vẫn chưa có những màn phối hợp có thể nói là ăn ý. Đánh đầu, cú đánh đầu tiếp theo. Sau rất nhiều những tình huống đánh đầu thì Gonzalo cũng đã có pha lập công cho các cầu thủ Hà Nội TVT. 1-0 cho các cầu thủ Hà Nội TVT. Đây là bàn thắng thứ hai của Gonzalo ở mùa giải hôm nay cho các cầu thủ Hà Nội TVT. Trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải cuộc đối đầu giữa Hà Nội TVT và Đồng Nai, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Hà Nội TVT. Samson sút bóng hay không rồi. Một đường chuyền tưởng chừng như không có gì nguy hiểm của Samson. Hàng phòng ngự của Đồng Nai gần như đứng trước lưới của thủ môn bên phía câu lạc bộ Đồng Nai. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống nhả lại của Samson. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm nhưng đã làm lỡ trớn toàn bộ hàng phòng ngự của Đồng Nai. Phút thứ 20 của trận đấu, Hà Nội TVT đã dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0. Cú dứt điểm bằng chân trái rất nhanh. Sự áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận của cầu thủ áo trắng. Pha chuyền bóng bằng máng ngoài của Thành Lương. Cú tạt bóng vào bên trong của Quốc Long. 3-0 rồi. Pha dứt điểm là của Samson quá dễ dàng. Bàn thắng thứ hai của Samson cho các cầu thủ Hà Nội TVT. Một tình huống cứa lòng của Thành Lương thì Quốc Long đã xuống sát phía biên và có một pha tạt ngược bóng trở lại cho Samson. Bóng đã qua chân của Lê Hoàng Phát. Cú dứt điểm 1-3 cho các cầu thủ Đồng Nai. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ Đồng Nai đã có được một bàn. Chúng ta hãy cùng xem lại phóng này. Một nỗ lực của cầu thủ áo số 10 Kisikangri đã tạo cơ hội cho Đức Nhân thực hiện cú dứt điểm đánh bại thủ thành Dương Hồng Sơn. Hy vọng đã lóe lên đôi chút với đội bóng của ông Trần Bình Dự. 2013. Cú dứt điểm của Samson. Không. 4-1 cho các cầu thủ Hà Nội TVT. Samson không dứt điểm mà anh đã hạ bóng, một pha hạ bóng của Hà Nội TVT. Sau một pha phát bóng của Cristiano, bóng tới chân của Samson. Không hề có lỗi việt vị, hàng phòng ngự của các cầu thủ Đồng Nai đã chơi quá lơi lỏng ở tình huống vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại. Không hiểu đây là một tình huống mà trọng tài biên tại sao không bắt lỗi việt vị. Pha bật tường 1-2 của các thủ Hà Nội TVT. Lê Hoàng Phát Thierry đã để tay chạm bóng trong tình huống ở khu vực 16-50. Và việc các thủ Hà Nội TVT sẽ có cơ hội để có được bàn thắng tiếp theo xuất phát cho thủ môn người xứ Nghệ. Văn Quyết sẽ thực hiện quả đá penalty. Cú dứt điểm quá đơn giản đã đánh bại thủ thành trẻ của câu lạc bộ Đồng Nai. 5-1 cho các thủ Hà Nội TVT, câu lạc bộ Đồng Nai. Đây là bàn thắng đầu. Không phải Văn Quyết là người đã ghi bàn cho các cầu thủ Hà Nội TVT bằng một cú lốc bóng. Không phải Văn Quyết là người đã ghi bàn cho các cầu thủ Hà Nội TVT bằng một cú lốc bóng.